Quý vị có cái đề cương rồi gì? Rồi. Còn cái quyển sách này, lớp ni này có photo copy ra không? Nhưng mà có cái kế hoạch không? À, ở bên lớp tăng người ta photo cái quyển này ra. Và cái giá hình như là 20.000 là một quyển. Và quý vị là nên photo ra đi. Trong này, tại vì trong này nó có những cái bài viết nó cần thiết cho cái học hiệu là của chúng ta, không riêng gì về cái môn Pháp Hoa mà nó nói chung là về Phật học. Và trong này nó có những cái tài liệu giai đoạn đầu rất là cần thiết, tiếng Việt và tiếng Anh nữa. Thì những cái tài liệu á, là nó rất là cần thiết. Và vì chúng ta học ở tại lớp á, chúng ta chỉ được là nghe những cái thông tin là cơ bản. Còn muốn hiểu là chi tiết thì chúng ta cần phải đọc thêm ở các cái tài liệu. Hôm nay chúng ta tiếp tục là phân tích cái đề tài Pháp Hoa. Đó, chúng ta đang phân tích nửa chừng cái tựa đề Pháp Hoa. Môn của chúng ta học là Pháp Hoa. Đây là tên ngắn gọn của cái chữ Phạn Sakdamma Pundarika Sutra. Quý vị biết rằng là cái tựa đề nó quan trọng lắm. Bất kỳ một cái tài liệu nào á, một cái bài viết nào á, chúng ta nên lưu ý cái tựa đề. Có thể nói rằng là cái tựa đề là cái ý thu tóm ngắn gọn nhất của cái bài viết đó. Thì trong Kinh Pháp Hoa này là cũng thế. Cái tựa đề rất là quan trọng. Và nếu như mà cái tựa đề mà chúng ta hiểu rồi á, có thể nói rằng chúng ta cũng đã hiểu được 50% rồi đó. Là cái nội dung là nói cái gì. Ở đây á, chúng ta nên là đi vào cái tài liệu gốc là tất nhiên là tiếng Phạn. Phật giáo Việt Nam của mình nói chung á, là bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc là quá nhiều vào cái văn hóa của Trung Quốc. Mà đứng trên cái phương diện về Phật học á, là chúng ta thấy rằng là Phật học của chúng ta là xuất phát từ Ấn Độ. Được lưu giữ ở trong hai cái ngôn ngữ là Pali và Phạn. Thế rồi từ cái nguyên ngữ này, từ cái nguồn gốc này, rồi lúc đó mới là đi qua là các nước khác, trong đó có Trung Quốc. Thế rồi là dịch từ tiếng Phạn ra là Trung Quốc. Là quý vị biết khi mà dịch ra như vậy á, là nó đã mất ý nghĩa. Hắn giảm đi là chất lượng rồi. Quý vị biết chẳng hạn như cái chữ là Nirvana, Nirvana là Niết Bàn, cái chữ Phạn. Nhưng mà khi lần đầu tiên mà đi qua bên Trung Quốc á, là bên Trung Quốc người ta không có cái ngôn ngữ để mà diễn tả cái khái niệm là Niết Bàn. Và lúc đó là họ phải mượn cái từ đã có ở tại đó, họ mượn cái từ là Vô Vi. Họ mượn cái từ là vô vi để mà là trong vấn đề là dịch thuật Niết Bàn, nhưng mà họ dùng cái từ là vô vi là một cái khái niệm của là lão giáo. Tương tự như vậy là những cái thuật ngữ khác về Phật học được dịch ra bên chỗ là cái chữ Hán, chẳng hạn như là Prajna, và Prajna là Bát Nhã. Thì họ phiên âm ra bên chỗ cái khi mà ra Trung Quốc ha, rồi từ Trung Quốc dịch ra là tiếng Việt nữa, là quý vị biết rằng là Thuấn Nhã. Thuấn Nhã ba tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng chuyển. Thuấn Nhã, thấy không? Còn quý vị thấy rằng là từ cái chữ là Prajna, Prajna là trí tuệ, từ cái chữ Phạn, rồi là dịch ra cái âm Hán Việt bên chỗ Trung Quốc là Bát Nhã, rồi nhiều khi Bát Nhã rồi còn là dịch qua tiếng Việt nữa, phiên âm qua tiếng Việt
dịch qua tiếng Việt nữa là thuấn nhã. Từ chữ prajna này mà có khi là dịch ra là bát nhã, có khi dịch ra là thuấn nhã. Nó làm cho cái người học là của Việt Nam chúng ta là nó quá tội nghiệp. Hắn bị nhiều cái tầng gọi là, bị nhiều cái tầng là lệch lạc. Cho nên mình phải đi thẳng vào cái gốc. À, nó vừa chính xác mà hắn vừa là nó mang một cái tinh thần là ý thức là dân tộc nữa. Một dân tộc mà quý vị biết rằng mà nó bị nô lệ và vô cái văn hóa là quý vị biết nó tội nghiệp lắm. Nó rất là tội nghiệp. Làm cái gì cũng chạy a mà a vua theo. Là cứ làm theo là người ta không à. Rồi mình mất đi là cái tính dân tộc, mất đi cái tính độc lập. Mà đạo Phật là đạo mà chủ trương phát huy cái cá tính của từng người lên. Đạo Phật là một cái tinh thần rất là hay, không có lệ thuộc. Đạo Phật là giúp cho mình là phát huy cái khả năng mà trong người ai cũng có hết á, dân tộc nào cũng có hết. Tại vì mình vô minh, mình là gì? Mình là không có tin vào cái khả năng là của mình. Cho nên là gì? Là mình cứ là cứ ngõng ngoại, cứ là nhìn ra là bên ngoài không à. Trong khi đạo Phật á, là giúp cho chúng ta xoay nhìn lại vào bên trong tự thân của mỗi người mình, để mà mình phát huy cái khả năng, một cái tiềm năng mà nó vô hạn trong mỗi người là chúng ta, trong mỗi đất nước, trong mỗi là dân tộc. Mà quý vị thấy, nếu như mà cả cái hoàn cầu này, nếu như dân tộc nào cũng tự mình phát huy lên, là quý vị thấy là một cái thế giới là nó đẹp lắm. Giống như vào trong một cái vườn hoa mà nhiều cái bông hoa, nhiều loại hoa là khác nhau, hoa to quá, hoa nhỏ, có màu, đủ loại màu. Thì quý vị thấy rằng cái vườn hoa là nó đẹp lắm. Còn ngược lại, quý vị thấy đi vào trong một cái vườn hoa, dù rằng cái hoa đẹp nhất mà chỉ có một loại hoa không á, là quý vị thấy nó đơn điệu lắm. Nó đơn điệu. Vì vậy cho nên là mình học Phật á, là mình phải thấy được cái sâu sắc, là mình làm sao mọi người chúng ta mình phải phát huy cái nội lực lên. À, phải phát huy cái nội lực. Quý vị biết cha ông mình á, mà cụ thể là vua Trần Nhân Tông á, tại sao mình lại là sáng tác cái chữ nô? Là tại vì ý thức là dân tộc, không muốn lệ thuộc. Và quý vị biết rằng là những cái nước chung quanh Trung Quốc á, như Hàn Quốc này, Nhật Bản này, nghĩa là về đứng về mặt ngôn ngữ họ cũng có cái chữ Hán, nhưng mà vì ý thức dân tộc họ đã sáng tác ra từ cái chữ Hán đó mà họ sáng tác ra những cái quốc ngữ là của họ. Hàn Quốc có cái chữ viết riêng, Nhật Bản cũng có cái chữ viết riêng, Việt Nam của chúng ta cũng có cái chữ viết riêng, đó là cái chữ nôm. Nhưng mà cái tình hình Việt Nam của chúng ta xưa nay là nó nội chiến rồi ngoại xâm, nó làm cho cái chữ nôm của chúng ta nó bị mai một. Rồi về ý thức dân tộc á, rồi quý vị thấy mình có Việt Nam chúng ta có một cái sức sống là mạnh liệt, nhưng mà bị duyên này là duyên khác nó làm cho chúng ta là nó yếu đi. Tiềm năng thì rất có à, tiềm năng Việt Nam chúng ta là mạnh liệt, bằng trí thông minh chúng ta có, nhưng mà chúng ta hình như nó cái duyên nó thiếu à, nó không phát huy được. Việt Nam của chúng ta quý vị thấy mà quăng ra nước ngoài là xuất sắc không ấy chứ à, quăng ra nước ngoài á là xuất sắc không à. Nó gặp trong một cái môi trường thuận lợi nó phát huy ghê lắm. Ngay cả cái chiều cao mày, chiều cao về thể xác không thôi á, nó quý vị nó cao như là người nước ngoài vậy á, cao to à. Về mặt trí tuệ là cũng thế. Cho nên chúng ta học Phật là nó có cái hay lắm. Mình phải thấy được cái hay của đạo Phật là giúp cho chúng ta phát huy cái còn cái nội lực. Và nó thể hiện ngay trong cái việc là học tập á, là chúng ta không có cái chuyện là chạy theo điểm, điểm cao, điểm thấp không thành vấn đề đâu. Mà cái quan trọng là mình hiểu. À, cái hiểu. Tại vì chính cái hiểu đó nó sẽ đi theo mình. À, nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này và những cái
và cuộc đời là kế tiếp nữa. Quý vị thấy rằng khi mà mình chết đi á, là thể xác này nó tan rã, nhưng mà cái năng lượng dưới cái hình thức là cái tâm thức á, nó sẽ tiếp tục cái còn cái dòng sống để nó đi qua những cái kiếp sống mới. Bởi vậy cho nên khi mà cái tâm thức của chúng ta, kiến thức của chúng ta mà nó được huân tập thì cái đó nó sẽ là cái là của mình. À, mình không vay mượn cái gì mà nó vay mượn á, thì nó không có bền. Đó, nó mang tính là giả dối. À, cho nên là quý vị cần phải học mà học hiểu. Rồi ở đây thì chúng ta thấy rằng là Pháp Hoa này nó là dịch từ cái chữ phàn là Sát Dhamma Pundarika Sutra. Trong cái chữ này á, thì nó có chữ sutra là kinh, và Sát Dhamma Pundarika này phân ra thì chúng ta thấy nó có chữ sa, cái chữ Dhamma và chữ Pundarika. À, đây à, và mình có thể là chia hai, bên này là cái nghĩa, bên này là cái hình tượng. Trong này cái này là cái trọng tâm này, Dhamma này là cái trọng tâm. Dhamma này là pháp. Cái chữ pháp này rất là quan trọng, có thể nói là cái trung tâm hay là cái mục đích của đạo Phật. Là cái chữ pháp này. Mục tiêu để cho mọi người Phật tử chúng ta, mỗi tăng ni chúng ta nhắm đến là cái chữ pháp này rất là quan trọng. Đây là chính là cái trạng thái mà Đức Phật chứng ngộ giữa gốc cây Bồ Đề. Sau 49 ngày còn ngày đêm. Và cái pháp này á, nó rất là bí ẩn. À, nó rất là nhiệm màu. Là cái mà sau khi lạc đường đi theo ngoại đạo, à, tu hành là khổ hành, ăn rất là ít. Đến nỗi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi cầu đạo, lúc đó quý vị biết là nó còn là dơ xương à. À, cả cái thân thể nó tiều tụy. Vì trước khi tự mình, tự Ngài khám phá ra chân lý á, khám phá ra cái pháp này á, là Ngài tu hành theo những cái pháp môn của ngoại đạo. Đó là Ngài, như mình biết rằng là Ngài đã từng là kinh nghiệm, trải nghiệm được cái định vô lượng, à, là vô sở hữu xứ định. Rồi là phi tưởng phi tưởng xứ định của Ấn Độ giáo. Nhưng mà Ngài thấy rằng hai cái định mà cao nhất của họ á, nó không có làm thỏa mãn cái khát khao tìm cầu chân lý là cùng của Ngài. Thế rồi là cái nhân duyên là nó tới. Là quý vị biết khi mà Đức Phật là té xỉu á, à, may là có cái là cô gái Sujata à, mang à, bình sữa là đi ngang qua là cứu sống. Nhưng mà quý vị phải lưu ý là cái chỗ này này, là Đức Phật là nói, Đức Phật suy nghĩ, nếu như ta không dùng cái bát sữa này thì ta sẽ chết trước khi tìm ra chân lý. Trước đó vì Ngài tu theo là khổ hạnh mà uống sữa là xem như là cái này là nó không đúng. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì Đức Phật là suy nghĩ, mặc dù nó không đúng nhưng mà nếu như mình không dùng thì mình sẽ chết, à, trước khi tìm ra chân lý, cho nên là Ngài dùng. Đây là một cái để thấy rằng cái pháp môn trước đó Ngài hành trì là nó sai lạc. Thấy nè, nhưng mà cái chân lý Ngài vẫn chưa biết nó đang ở đâu. Thế rồi sau khi dùng cái bát sữa thấy con người nó khỏe lại rồi á, thì Ngài mới xuống cái dòng sông Ni Liên Thiền là Ngài tắm, à, là Ngài là tắm rửa. Thì lúc đó Ngài làm một cái thí nghiệm nữa. À, Ngài nói là nếu như mà chân lý nhiệm màu thì hãy thể hiện, hãy thể hiện. Nếu như chân lý mà nhiệm màu thì hãy thể hiện ra cho tôi thật biết, bằng cách là
sau khi tôi thả cái bình bát xuống thì nó sẽ chạy ngược dòng. Phải không? Một cái thí nghiệm thứ hai để nói lên cái chân lý là nhiệm màu. Thì khi mà Đức Phật thả cái bình bát xuống thì nó không chạy theo xuôi dòng mà nó chạy ngược dòng theo cái lời khấn nguyện là của Ngài. Lúc đó Ngài tin tưởng, Ngài tin tưởng rằng chân lý có. Tin tưởng thôi nhưng mà vẫn chưa chứng nghiệm được nha, mới tin thôi. Và sau đó là Ngài đã ngồi giữa gốc cây Bồ Đề suốt 7 tuần lễ, ngồi thiền định. Và sau khi thiền định đến đêm cuối cùng, ngay trước khi mà chứng ngộ, Ngài đã khám phá ra định lý duyên khởi, hay là 12 nhân duyên, hay là luật nhân quả. Mà chúng ta biết đó chính là cái quy luật căn bản nhất của con người và vũ trụ. Nó chi phối toàn bộ cái cuộc sống trên cái vũ trụ này. Quy luật là nhân quả. Và sau đó là Ngài chứng ngộ nha. Ngài chứng ngộ với tri kiến Phật, và cái tâm của Ngài là giải thoát, mình gọi là Niết Bàn. Niết Bàn được định nghĩa như là một trạng thái cảm thọ là tối lạc, một cái trạng thái tâm mà hoàn toàn là vắng lặng tham sân si, là phiền não. Đứng trên góc độ trí tuệ thì đó là tri kiến Phật, hay là vô thường chánh đẳng giác. Đứng trên phương diện cái tâm thì đó chính là Niết Bàn, hay là cảm thọ, là gọi là Niết Bàn lạc. Ngài chứng nghiệm, lúc đó Ngài mới chứng nghiệm là cái chân lý. Và thế rồi chúng ta biết sau đó Ngài đi về lại hoàng gia, Ngài đã hóa độ cho là phụ thân, cho dì mẫu, cho là phu nhân, cho là con La Hầu La, cũng như rất nhiều là hoàng tộc, người trong hoàng tộc. Chúng ta biết như vậy để làm gì? Chúng ta biết như vậy để biết rằng cái pháp này nó có nha, nó có thật, nó rất là nhiệm màu. Nếu như nó không có thì không giải gì Đức Phật đi về lại là, đi về lại là còn kéo rất nhiều là bà con quyến thuộc của mình cùng xuất gia nhé. Nếu như cái pháp này không có thật thì không giải gì mà Ngài về. Tại vì nếu như mà nó giả dối thì bắt gì là Ngài về, là Ngài rủ rê thêm mà, phải không? Đó, tại vì nó có là nó có, cho nên là Ngài về mới đưa những người là thân quyến cùng xuất gia, cùng là đi tu. Và rồi sau đó cả cuộc đời còn lại của Ngài, Ngài hoằng pháp để làm cái gì? Để cho mọi người, để cho chúng sinh cùng đạt được cái này giống như, giống như Ngài. Đó. Cho nên cái chữ pháp này là quan trọng lắm. Trọng tâm của cái chữ pháp trong kinh Pháp Hoa không chỉ riêng cho cái bộ kinh này, mà đây chính là cái mục tiêu của mọi người, của mọi tín đồ là Phật giáo. Trong này có quý vị không quý vị? Có không? Như vậy mình tu tập để làm cái gì? Tu tập để làm cái gì quý vị? Để làm cái gì? Trời ơi, mới nói đây mà không biết hả? Tu tập để nhắm đến cái, đến cái pháp này. Tất cả chúng ta, quý vị cũng như chúng tôi, là sống để nhắm đến cái này. Nhưng mà tại vì cái này nó khó thấy, khó hiểu, cho nên là Kinh Pháp Hoa đưa thêm cái chữ tiếp đầu ngữ này vào, tức là cái chữ xa. Xa, xa là nó có nghĩa là siêu việt, là nhiễm màu, là diệu kỳ. Mà tiếng Anh là gọi là excellent, là tuyệt vời. Nó có một cái gì đó là nó siêu thế gian. Hắn vượt lên là cái cảm nhận của giác quan của con người. Cho nên là thêm cái chữ xa này vào.
để nói lên là cái vi diệu, huyền diệu, bí ẩn, khó hiểu, vân vân. À, là đưa thêm cái chữ xa này vào. Và cái chữ Dhamma này là chúng ta biết nó chính là cái gì? Chân lý. À, phải không? Mình hiểu nôm na là chân lý, là cái sự thật, là tuyệt đối. Nhưng mà cái chân lý đó ngang qua cái thuật ngữ Phật giáo, đó chính là định lý duyên khởi. Định lý duyên khởi, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có, cái kia không có, cái này diệt, cái kia diệt. Đây là định lý, là duyên khởi. 12 nhân duyên, à, duyên sinh và duyên diệt. Khổ đau là vì do vô minh. Và khi vô minh hết thì khổ đau là chấm dứt. Đó, sinh, diệt. À, và Đức Phật, quý vị biết rằng Ngài nói, trong suốt 45 năm thuyết pháp, ta chỉ giảng có hai điều, đó là khổ và diệt. Diệt khổ. Khổ đây đó chính là duyên sinh. À, khổ đây là duyên sinh, vì khổ là do vô, mà do là vô mình. Và cái điều thứ hai Ngài nói là diệt khổ, đó chính là vô minh hết thì khổ đau hết. Mục tiêu hay là cái phương pháp hành trì của tất cả chúng ta là cái duyên diệt đó. Tất cả những cái lời Phật dạy là nhắm đến là cái dòng thứ hai á, là duyên diệt, à, vô minh hết và khổ đau hết. Đó là cái phương pháp là hành trì. Và định lý duyên khởi này chúng ta có thể hiểu nôm na đó là luật nhân quả. Nhân quả này chúng ta biết rằng là đó, nó hiện hành trong tất cả sự vật và hiện tượng, à, con người và vũ trụ. Và khi mà nói đến cái dòng mật này á, là mình biết rằng nó mang tính là khách quan. Khách quan. Đó, khách quan là dù Đức Phật xuất hiện hay không xuất hiện thì nó vẫn là hiện hành. Và chúng ta phải nói là niềm ân Ngài Thích Ca Mâu Ni, tại vì Ngài là người đầu tiên khám phá ra cái quy luật này. Và chính nhờ Ngài mà chúng ta và rất nhiều người khác trên cái hành tinh này, quá khứ, hiện tại và tương lai, nhờ sự khám phá này mà rất nhiều người đã giảm hoặc là đoạn trừ là khổ đau. Là cái pháp này. Cái chân lý khách quan này, quý vị có thể là mình, đây là chúng ta ghi nhận một cái công thức trong cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, viết dưới ngôn ngữ là Pali. Quý vị phải ghi cái công thức này nha. Là gì? Ai thấy duyên khởi là thấy rồi, phải không nào? Rồi, cái thứ hai là trong chỗ là trung luận á, các pháp do duyên sinh. Kể công thức thứ hai này là ghi chưa? Chưa, đúng rồi. Chưa, thì ghi công thức thứ hai. Hôm đó chúng ta mới ghi công thức đầu thôi. Bây giờ ghi công thức thứ hai, rất là quan trọng. Nếu như công thức đầu là trong Phật giáo Nguyên Thủy, thì công thức thứ hai này là trong Đại Thừa. Các pháp do duyên sinh, cho nên ta gọi là không. Nhé. Duyên sinh bằng không. Cái công thức thứ hai này. Các pháp do duyên sinh cho nên ta gọi là không, là giả danh, là trung đạo, nghĩa trung đạo. Đó, quý vị ghi cái công thức thứ hai này. Mấy cái công thức này quan trọng lắm, vì chính nhờ nó mà chúng ta không có lạc đường trong vấn đề mà lý giải
tư tưởng của Phật giáo nó không lạc đường. Cũng giống như một người làm toán á, nếu như mà thuộc các cái định lý, thuộc các cái công thức rồi thì làm toán là dễ lắm. Mà không thuộc những cái định lý, những cái công thức là rất khó làm toán, không giải được. Ở đây chúng ta đã từng học môn toán chưa quý vị? Thời kỳ trung học có học toán không? Ở đây là quý vị khi đặt chân vào đây ai cũng trải qua là trung học hết á. Mà trong trung học là vừa học ban nào cũng có học toán hết á. Mà phải không? Đó, làm toán mà không thuộc công thức thì đừng có làm. Làm được, phải thuộc công thức. Thì trong chỗ Phật học của chúng ta vậy, có thể nói hai cái công thức này rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta thử ứng dụng nghe. Bây giờ trong kinh Bát Nhã, mà Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta thường đọc tụng là hàng ngày đó, thì nhiều khi mình đọc nhưng mà mình biết là mình hiểu đúng hay là sai. Sắc tức thì không, không tức thì là thì sắc. Sắc tức thì không, rồi không tức thì sắc, là một tên là ngược lại. Sắc tạo ra không, không tạo ra sắc. Về cái chữ không này chúng ta hiểu là nghĩa nó là thế nào? Cái không này chúng ta hiểu nghĩa là thế nào? Cái chữ không này mình hiểu nghĩa thế nào đây? À, đúng rồi. Thì mình phải dựa vô cái định lý không này này. Sunyata nhé. Tiếng Phạn nó là Sunyata. Thì mình dựa vô cái công thức này này. Không là bằng, là duyên sinh này. Là duyên sinh, là nhiều yếu tố là hợp lại. Bây giờ chẳng hạn như nói là cái ông thầy là đứng đây, thì cái hình tướng này là có phải là sắc không? Cái thể sáng này có phải là sắc không? Phải, đúng không? Thì cái hình tướng này là nó có phải là một cái tập hợp duyên các yếu tố lại không? Cái đầu này, cái tay, cái chân nè, hợp lại thành cái con người này, và đúng không? Cho nên cái chữ không này á, là duyên sinh. Cho nên là quý vị thấy rằng cái công thức này cực kỳ là lợi hại. Cho nên nó sẽ giúp cho mình hiểu đạo Phật có cái hay rằng là cũng như các tôn giáo khác là có cái niềm tin. Niềm tin tôn giáo, niềm tin tâm linh. Mà tâm linh này chúng ta phải đừng có hiểu là nó mê tín nha. Tại vì quý vị biết không, khoa học nhiều khi người ta chỉ hiểu biết là ngang đó thôi. Vào thế kỷ này người ta chỉ hiểu là ngang đó. Và đến thế kỷ khác họ có thể hiểu thêm một tí nữa. Nhưng mà đừng nói rằng những cái gì mà khoa học chưa biết á, là mê tín nha. Trí óc của con người là nó có cái giới hạn và nó tiến hóa, là nó phát triển theo cái mức độ từ từ. Thì ở đây chúng ta thấy là không, sắc tức thì không. Và khi mình nói là không tức thì sắc, thì chính những cái duyên sinh này mà nó tạo ra sắc. Thôi mà ngang đây là hiểu thôi, chắc lại là hết bài rồi. Cái này là cốt lõi đấy. Và nay mai mà quý vị đi ra giảng pháp hay là mình tu tập là cũng thế, là quý vị phải nhắm, nó có hai cái lĩnh vực. Một cái lĩnh vực là về tín ngưỡng, và một cái lĩnh vực là về lý trí. Tín ngưỡng thì nó có liên quan đến là tình cảm. Nói đến là tín ngưỡng là nói đến cái yếu tố là tình cảm. Thì nói chung á, là tất cả các tôn giáo họ nhắm đến cái này. Và không đòi hỏi là phải hiểu. Phần đông là các tôn giáo á, họ nhắm đến cái niềm tin mà không cần cái sự hiểu biết. Họ chỉ nhắm là cái này thôi.
Nhưng đạo Phật của chúng ta là ngoài cái này ra rồi, nó còn có cái lĩnh vực thứ hai nữa là lý, là lý trí. Mà trong chỗ Phật giáo nguyên thủy á, chúng ta biết cái thuật ngữ. Sở dĩ mà chúng tôi là nhiều khi là hay chêm những cái đoạn, những cái ý của Phật giáo nguyên thủy là tại vì Phật giáo Đại Thừa nó có cái gốc gác ở trong nguyên thủy. Quý vị biết cái ông là Kimura Tay Cân, Tay Cân hay là Tay Cang là gì đó hả? Là ông này là học giả Phật giáo Nhật Bản, tác giả của ba cái bộ luận nổi tiếng thế nào đó: Nguyên thủy Phật giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận. Thì ông ta nói rằng là chúng ta không thể nào có thể hiểu được Phật giáo Đại Thừa nếu chưa hiểu được tư tưởng Phật giáo Nguyên là Nguyên Thủy. Cho nên là quý vị học đây á, quý vị phải thấy được cái may mắn của học viện chúng ta là chúng ta học nhiều truyền thống. Nguyên Thủy cũng học, Tiểu Thừa cũng học, Đại Thừa cũng là cùng học. Nghĩa là Bắc Tông, Nam Tông gì ở đây chúng ta học hết. Đây là cái lợi thế. Vì quý vị biết ở trên quốc tế á, là phần đông người ta chỉ là nghiêng về là một bên thôi à. Chẳng hạn như Phật giáo Nam Tông, người ta chỉ biết Phật giáo là nguyên thủy thôi à, qua là cái ngôn ngữ là Pali à. Còn Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là Bắc Tông à, là Đại Thừa thôi nha à. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta có cái may là cả hai cái truyền thống lớn đều được là trang bị. Thì đây á, sở dĩ mà chúng ta có thể biết được cái lĩnh vực mà Phật giáo chúng ta đề cập là nó có hai cái lĩnh vực là căn bản này. Và trong Phật giáo nguyên thủy á, chúng ta có cái thuật ngữ gọi là tùy tiến hành. Trong là ngôn ngữ Pali á, tùy tiến hành. Và có một cái tâm lý của con người thứ hai mà Đức Phật sử dụng cho cái từ gọi là tùy pháp hành. Đó, cậu quý vị phải ghi hai cái thuật ngữ này: tùy tiến hành và tùy pháp hành. Trong ngôn ngữ là Pali, Đức Phật của chúng ta biết cái tâm lý của chúng sinh á, của con người á, là nó lọt vào trong hai cái loại này. Loại dựa vào niềm tin để mà tu tập thì gọi là tùy tín hành. Tùy là tùy thuận theo, là nương theo đó, niềm tin để mà tu tập gọi là tùy tín hành. Rồi chúng ta rồi Đức Phật phân loại người thứ hai, tùy pháp là pháp hành. Mà pháp đây á, nương vào pháp để mà tu tập. Thì pháp đây chúng ta biết rằng chúng ta có thể hiểu đó là phương pháp, đó là cái khách quan. Mà đã nói đến khách quan á, là không thể tình cảm là xen vô được. Nói đến khách quan là nói đến tự nhiên, là nói đến khoa học, là tình cảm không thể xen vô cái khách quan được. Mà tình cảm thì nó đã nói đến tình cảm là nó nói đến cái là chủ quan là chủ yếu. Ở trong thiên nhiên 2 cộng 2 là 4, nhưng mà con người với nhau 2 cộng 2 chưa chắc đã là 4. Chẳng hạn như là một cái con người giỏi, ai cũng công nhận giỏi, nhưng có một cái người là B đó lại ghét cái người này, cho nên không chấp nhận. Phần đông ở tay là chấp nhận là giỏi à, nhưng mà cái người đó không chấp nhận. Thì ở đây chúng ta biết rằng tùy pháp hành là vậy. Pháp hành này là cái phương pháp, cái cách thức, là cái khách quan đó, và nó nghiêng về là lý trí
Tiên này nghiêng về tình, nói đến niềm tin là nghiêng về tình, tình cảm. Và nói cái chữ pháp đây là nghiêng về là lý trí, phương pháp. Thì chúng ta nắm bắt như vậy là gì? Để mà trong vấn đề nghiên cứu về Phật học á, là chúng ta phải nghĩ đến hai cái lĩnh vực. Lĩnh vực về tín ngưỡng và lĩnh vực về là lý trí. Là và quý vị biết rằng Đại Thừa, nếu như Phật giáo Nguyên Thủy hầu như là nhấn mạnh là cái này nhiều. Trong Phật giáo Nguyên Thủy á, nhấn mạnh cái còn cái khía cạnh này nhiều. Nhưng mà qua đến Đại Thừa thì thêm cái phần này vào, thêm cái phần tín ngưỡng này vào. Là vì sao vậy? Là vì biết cái lịch sử hình thành, ra đời và phát triển của Đại Thừa tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất là trước Công Nguyên. Thì trong cái giai đoạn đó là quý vị biết là một cái giai có tiểu thừa hay là của các cái bộ phái dưới hình thức là các cái bộ luận. Từ lần kiết tập thứ hai cho đến kiết tập lần thứ tư, trong suốt cả cái thời gian đó, Phật giáo ở Ấn Độ là bị chi phối bởi những cái luận bàn, bởi những cái bài luận. Rất nhiều là cái bộ luận kinh điển là bị lép vế. Nói đến kinh là nói những cái lời nguyên thủy của là Đức Phật. Nhưng mà qua giai đoạn là tiểu thừa là kinh bị lép vế mà luận phát triển. Mà nói đến luận á, là luận bàn, là nó nghiêng về là lý trí nhiều. Khi mà nói đến luận là nói đến là lý trí, nói đến lý luận, và nó trở nên là khô khan. Quý vị biết này, người ta thường hay nói những nhà triết gia, những nhà toán học là trái tim băng giá, khô khan, không có tình cảm. Ngược lại với những cái người mà học về văn, hả? Về văn là tâm hồn là trải rộng, du dương, lãng mạn vân vân. Còn toán học là khô khan lắm mà. Những người toán học cũng giống như bản thân chúng tôi về khô khan lắm. Thời kỳ hồi trung học học bằng B toán mà khô khan. Nhưng mà nó chính xác, gọn ngắn gọn mà chính xác, không cần phải diễn tả gì là cho nó nhiều rườm rà. Cái đó để dành cho các cô ưa diễn tả hả, trau chuốt mà. Đó thì chúng ta thấy hai cái lĩnh vực này. Thì mình biết như vậy á, để nó đáp ứng, nó phục vụ cho mình trong vấn đề tu tập cũng như để hoằng pháp về sau này. Vì quý vị biết rằng khi quý vị mà tiếp xúc với Phật tử á, thì đa số Phật tử đều thuộc cái nhóm này. Đa số Phật tử đều thuộc cái nhóm là tín ngưỡng. Và hồi nãy chúng tôi nói rằng cái giai đoạn tiểu thừa là nó khô khan á, thì quý vị biết trong khi đám đông quần chúng á, thì người ta thích cái gì nó tình cảm, thích cái gì nó có vẻ là siêu nhiên, là huyền bí. Và những cái đặc điểm này thì Ấn Độ giáo họ rất là thiện xảo. Nghi lễ của Ấn Độ giáo là tuyệt vời lắm. Những cái người mà hành lễ họ mang những cái hình thức rất là hấp dẫn, rất là huyền bí. Và những cái vị thần của họ thờ là siêu nhiên. Và nghi lễ của Ấn Độ giáo đã làm mê hoặc không ít là tín đồ là Phật giáo. Cho nên trong giai đoạn là tiểu thừa là quý vị biết là đi theo bỏ đạo Phật, đi theo Ấn Độ giáo cũng là khá nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là những tu sĩ Phật giáo trong giai đoạn tiểu thừa vì ăn rồi chỉ là luận bàn không mà, không có tình cảm, cho nên xa rời quần chúng Phật tử.
À, lúc đó là Phật tử mà tìm một cái vị thầy á, mà gần gũi là khó lắm. Còn quý vị biết cũng giống như các bên chỗ các vị là Nam Tông đó. À, Phật tử mà tiếp xúc với các cái vị sư á, là hơi bị khó. Thì mặc dù thực tế hiện nay thì nó không phải là như vậy, nhưng mà nó còn cái dấu vết lại là tiếp xúc là khó lắm. Và các tăng sĩ mình hầu như là đi lên trên rừng núi là ngồi thiền nhiều. Hả? Và rồi là gì? À, rồi Phật tử là càng ngày càng là càng giảm. Bởi vậy cho nên là cái nguy cơ đạo Phật biến mất khỏi Ấn Độ. Và vì vậy cho nên Đại Thừa là xuất hiện. Để mà gì? Giữ lại là tín đồ mình. Cho nên là muốn giữ lại tín đồ thì mình phải là cải biên cái hình thức là truyền giáo. Trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy hầu như chủ yếu là cái là lý trí này. Thì ngang qua Đại Thừa xuất hiện thì chủ trương phải có nghi lễ. Cho nên chúng ta thấy là Đại Thừa nghi lễ là phong phú lắm, không thua kém gì là Ấn Độ giáo hết, mà thậm chí còn lấn lướt nữa. Vì trong đó đằng sau những cái tín ngưỡng nó còn có cái ý tưởng, tư tưởng nó nằm đằng sau cái nghi lễ là của Phật giáo Đại Thừa. Và lúc đó Phật Bồ Tát không còn là người bình thường nữa, mà trở thành những cái vị thần là thần linh. À, cho nên trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy rằng là gì? Phật và Bồ Tát là bay liền là dữ dội lắm. À, không phải đi trên mặt đất nữa mà bay liền. Giống như cái phẩm 15 tùng địa giọng xuất đó. Từ dưới lòng đất á, mà vọt lên. À, đâu mà dễ vậy. À, phải không? Nhưng mà những cái hình ảnh như vậy á, Phật tử đọc á, họ đọc đến là họ mê liền. Phật của ta mà, Bồ Tát của ta mà, phải không? Vì đáp ứng cái này này, nhằm đáp ứng cái này, đa số Phật tử lúc xưa, mà quý vị biết rằng ngày nay mà còn cái này nhiều nữa, huống gì xưa, phải không? Bây giờ khoa học hiện đại bây giờ vậy á, mà cũng còn chạy theo cái này là nhiều nữa, huống gì mà trước đây khoa học nó còn là sơ khai. À, nhưng mà Phật giáo của chúng ta, quý vị phải biết, đằng sau tín ngưỡng này nó có cái phần này. Đằng sau tín ngưỡng nó có cái phần này. Ngay cả trong kinh A-di-đà nha. A-di-đà đó bình nói nôm na đây là dùng tha lực cầu nguyện Đức Phật A-di-đà cứu vớt linh hồn là về cảnh giới là của Ngài. À, thì đây đáp ứng được cái nhu cầu này. Con người mình có hai loại nhu cầu chính nhé. Thì kinh A-di-đà đáp ứng cái này. Nhưng mà kinh A-di-đà phân tích kỹ nữa, chúng ta thấy đằng sau cái tín ngưỡng này vẫn có cái này. Đây, vẫn có cái phần là lý trí này. Cho nên là khi quý vị biết được những cái cơ bản này rồi á, thì giúp cho chúng ta rất nhiều trong vấn đề nghiên cứu và hoằng pháp. Trong nghiên cứu là khi mình đọc lên một cái bài kinh mà mình cảm thấy có vẻ như thần thoại, thì mình biết rằng ẩn dưới nó là tư tưởng thực tế. Cho nên là đây là một cái hướng là nghiên cứu, giúp cho mình là nghiên cứu. Và khi hoằng pháp, mình nhằm một đối tượng Bà Già Trầu. À, Phật tử Bà Già, mình biết rằng là những người này là khó hiểu, cho nên cứ nói tín ngưỡng bồ. À, cứ niệm Phật đi rồi được Đức Phật là rước về là bà vui lắm. Vì có nói ra là vô thường rồi này kia, nhiều khi là bà không hiểu. Thôi, cứ cho bà uống loại thuốc an thần này. À, vô cho miệng là bà cảm thấy là mặc dù ông nghĩa mà an vui lần được rồi, thấy không? Nhưng mà mình đưa cái liều thuốc an thần này cho một ông kỹ sư, một ông là bác sĩ là khó nuốt lắm à, thấy không?
mình gặp những cái đối tượng đó thì không giả gì cho cái thuốc ăn thần này, mà cho mấy vị đó uống loại thuốc này. Hả? À? Làm đó. Cho nên nó giúp cho mình là gì? Là để mà mình hoằng pháp, là khế cơ, là khế lý phù hợp với là đối tượng. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái chữ pháp. Nói cái chữ pháp này hơi bị dài ha. Một cái vị biết pháp này là nói cả ngày cũng hết. Vừa rồi là chúng ta biết là cái chữ pháp này là chân lý ha. Định lý duyên khởi luật nhân quả là khách quan. Đó, là khách quan. Ừ. Rồi, cái pháp. À, đây là cái chính, là con cái vừa rồi đó là cái là chính yếu. Rồi còn là pháp mà chúng ta có thể hiểu nữa thì đó là gì? Đó là những cái phương pháp, những cái pháp môn. Những cái phương pháp hay là chúng ta thường gọi là pháp môn. À. Rồi là giới pháp. Và nó có một cái chữ pháp nữa mà thường là không biết hoa. Cái chữ pháp sau cùng đó là chỉ cho sự vật và hiện tượng. Con người là một pháp. Sự vật, sông nước núi non, pháp nha. Đó. Chúng ta cần phải biết để mà khi đọc kinh luận á, là chúng ta hiểu là cái chữ pháp mà nó có nghĩa là sự vật và hiện tượng. Một cái nỗi buồn là pháp, một cái sự vui là pháp. Đó. Và như vậy là cái chữ pháp là chính rằng là cái pháp này nó khó thấy khó hiểu, cho nên là trong kinh Pháp Hoa mới dùng một cái ví dụ hình tượng để giúp cho độc giả là dễ nhận biết ý nghĩa, đó là hoa sen trắng. Pundarika này là hoa sen, nhưng hoa sen là màu, là màu trắng. Đó. Và chúng ta biết hoa sen nó có nhiều màu, nhưng trong đó là lừa ra cái màu trắng để nó biểu trưng cho cái sự là thanh khiết. Và chúng ta coi thử cái đặc điểm hoa sen này thế nào để mà có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái pháp này. Thì mình coi thử này, hoa sen cả cái cuộc đời là của nó, từ khi nó ở trong bùn, rồi sau đó nó nhú lên khỏi bùn trong nước, rồi sau đó nó là nhú lên khỏi mặt nước, nó nở hoa thơm ngát. Thì mình thấy từ khi ở hạt giống cho đến khi nó nở hoa thơm ngát, nó có tách rời khỏi bùn không? Không. Bùn là tượng trưng cho thế gian. À, đúng rồi, dục vọng, đầy dục vọng. Và cái hoa sen trắng á, là nó tượng trưng cho là xuất thế gian, siêu thế gian. À. Và chúng ta thấy rằng khi mà hoa sen trắng á, là xuất thế gian, bùn là thế gian, nó nối với nhau là cái cọng sen. Thấy không? Như vậy là ý nói gì? Ý nói là cái niết bàn là cái mục tiêu á, cái niết bàn hay là sự an lạc, hạnh phúc mà bây giờ chúng ta hiểu là cực lạc đó, thế giới là cực lạc đó, thì nó có đứt rời khỏi bùn không thưa quý vị? Không. Cái hoa sen là biểu trưng cho niết bàn cực lạc. Cái hoa sen là màu trắng, nó nhô lên khỏi mặt nước đấy. Nó vẫn gắn với bùn. Bùn là chỉ cho cái thế tục, thế gian này. Như vậy là cái hình tượng hoa sen này để cho thấy rằng đào nó ở trong đời á. Đào nó ở trong đời. Đây là cái ý nghĩa. Dùng là kinh Pháp Hoa dùng cái hình tượng hoa sen để hiểu cái nghĩa của cái chữ pháp, để thấy rằng cái pháp, cái sự an lạc là nó phải nằm ở đây,
nó nằm ở đây trong cái cuộc đời này, trong cuộc đời khổ đau này. Cái này là quan trọng lắm. Cái này nó định hướng trong vấn đề tu tập cũng như là hoằng pháp. Bây giờ ứng dụng như là kinh A Di Đà, thì một số người hiểu kinh A Di Đà mà đa số là Phật tử hiểu rằng là sau khi chết á là mới được về cảnh giới cực là cực lạc, mà cảnh giới cực lạc đó là nó ở một cái phương nào đó chứ không phải ở đây. Như vậy là mình thấy đúng hay là sai? Sai. Căn cứ vào đây là mình thấy rằng là sai rồi. Mình mà cắt nghĩa như vậy là bị nhầm lẫn rồi. Suy nghĩ của mình là không đúng. Bởi vậy cho nên là ông Kimura Taiken Nhật Bản đó, ông ta nói rằng tất cả các cái tông phái đạo Phật xưa cũng như nay á là đều tập trung vào hiện thế. Hiện thế là hiện tại. À, đều tập trung vào đấy. Mà mình hiểu sai đi, mình hiểu là cái thế giới cực lạc là ở một cái nơi nào khác là sai rồi. Sai. Mà phải nằm ở tại đây. Cái cắt nghĩa của mình như thế nào đó mà phải hướng dẫn cho Phật tử là cái mục tiêu, cái thế giới, cảnh giới mà mình chứng ngộ, mình sẽ đến là nó phải nằm đây. Chứ không phải là nằm ở một cái phương nào. Cho nên là chúng ta thấy cái nhân quả đạo nó ở là trong đời, phải không? Rồi cái thứ hai, cái hoa sen. Bây giờ mình coi cái hoa và hạt. Hoa và hạt. Hạt này tự nhiên là quả. Hoa là nhân. Hoa là nhân. Thì chúng ta thấy rằng là những cái loại hoa khác á, thường là có hoa trước và có quả sau. Và có cái hạt hả? Có hoa trước và nó có hạt sau. Nhưng mà cái hoa sen này nó đặc biệt là hoa và hạt nó cùng thời. Hoa và hạt là cùng thời. Trong cái hoa sen nó đã có cái hạt rồi. Và như vậy nó cho cái ý gì? Nó cho ra cái ý là nhân quả đồng thời. Nhân quả đồng thời. Nhân quả là đồng thời. Cái nhân quả đồng thời này á, ngay tại đây. Quý vị biết rằng là cái này làm cho chúng ta liên tưởng đến cái thiền. Thiền đố ngộ và thiền tiệm ngộ. Thì nếu như hai cái loại thiền này mà ứng vô trong đây á, thì nó thuộc loại thiền gì? Thiền đố ngộ. Học cái này mà chúng ta có thể liên tưởng là cái khác trong Phật giáo. Thiền đố ngộ và ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Ứng dụng trong đời sống hàng ngày đó chính là hiện tại. Hiện tại. Cho nên học kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy rằng là cái ý nghĩa của nó là nó hay lắm. Mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta đọc lướt qua như đọc là tiểu thuyết là nó không có lợi bao nhiêu hết. Đọc tiểu thuyết thì coi như là để nó giải trí, nó khỏi buồn, nó giết thời gian, lời không bao nhiêu hết. Nhưng mà kinh Pháp Hoa chúng ta hiểu á, phân tích ra là nó làm cho chúng ta là mê luôn. Rồi, đây là chúng ta phân tích cơ bản là cái tựa đề, nắm nhật cái ý chính. Đây là trên cái tựa đề nha. Bây giờ mình đi vô kết cấu của cái bộ kinh. Thì chúng ta học kinh Pháp Hoa trước đây á, thì mình hiểu pháp và dụ, phải không ạ? Bên này pháp, bên này là dụ ha. Thì bây giờ bộ kinh Pháp Hoa này có cả thảy là 28 phẩm. 28 phẩm.
Và nó hình thành từ phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 28, nó trải qua một cái thời gian là phải nói là 300-400 năm. Và Kinh Pháp Hoa nói riêng, Đại Thừa nói chung là được cái sự tham gia thổi vào cái sinh khí đó là Ngài Long Thọ. Là Ngài Long Thọ. Cho nên là quý vị về nay mai có thời gian mình đọc cái tác phẩm của Ngài Long Thọ, cơ bản là quyển là Trung Luận á, để chúng ta nắm bắt cái tư tưởng là của Ngài. Và cái còn cái công thức thứ hai hồi nãy á, là do Ngài Long Thọ là cái ý của Ngài Long Thọ đó, các pháp duyên sinh là bằng không, là giả. Là giả. Là cái ông thầy nữa này, ông ta là duyên sinh này, là không này, là giả này. Đấy không? Là giả. Là giả là tại vì là hắn có đó rồi, hắn mất đó. Trong một giây như vậy, hàng triệu tế bào là chết đi, hàng triệu tế bào khác là xuất hiện, chết sống, ha. Dạ, nó không phải là đứng yên là như vậy mãi mãi, dạ, nó tạm thời. Chúng ta trong cái kết cấu của cái bộ kinh này là cũng thế, nó có cái mạch lạc, nó có cái ý tứ. Và trong cái tác phẩm của Ngài Long Thọ Trung Luận á, chúng ta lưu ý đến một cái ý niệm gọi là nhị đế. Nhị đế. Nhị đế thì gồm có chơn đế và tục đế. À đó. Chơn đế và tục đế. Đế là cái sự thật. À. Thì trong cái tư tưởng của Ngài Long Thọ có cái khái niệm này là nhị đế, là gồm có chơn đế và tục đế. Thì chính cái ý niệm này là cái kết cấu cơ bản của cái bộ kinh này. Bộ kinh là Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa như vậy là 28 phẩm. Thì trong đó phẩm thứ nhất là chơn đế. Ở đây rồi quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi không có dựa gì là những cái suy nghĩ là trước đây. Của những cái gì mà của là trước đây ở phương Bắc là truyền xuống. Mà chúng tôi phân tích theo cái gì mà nó mới. Quý vị sẽ thấy rằng cái lối phân tích này là nó khác với những sách vở mà trước đây đã từng viết về Pháp Hoa. Vấn đề chúng ta học là như vậy. Mình đừng có lệ thuộc nha, đừng có lệ thuộc. Đừng nghĩ rằng là chúng ta phải nghe lời Đức Phật dạy đó. Không phải cái gì trước đưa ra là đều là đúng hết. Chân lý là luôn luôn là mới. Cho nên là trong vấn đề nghiên cứu của chúng ta cũng vậy. Mình có thể đọc những cái tài liệu cũ để tham khảo. Cái bổ sung hay là không bổ sung, đó chính là cái mà mình tham gia vào. Mình phải có những cái mới. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái lối phân tích của chúng tôi là nó lạ lắm. Những cái sách vở mà viết về Pháp Hoa trước đây tại Việt Nam, quý vị sẽ thấy rằng là nó khác. Rồi phần thứ hai là từ phẩm thứ hai cho đến phẩm cuối cùng 28, chúng ta có thể gọi là tục đế. Tục đế. Quý vị phải nắm là cái khung này để mà mình thấy rằng Kinh Pháp Hoa kết cấu rất là đặc biệt. Kết cấu là từ cái dàn bài rồi đi vô từng cái chi tiết, quý vị thấy là ghê gớm lắm. Những cái mà trong những cái bộ luận
người ta diễn tả là lý luận, là logic. Thì bên Kinh Pháp Hoa cũng như vậy, nhưng mà rất là hay. À, bây giờ chúng ta coi thử chân đế và tục đế nha. Mình coi cái nét là cơ bản của nó. Trong cái phẩm 1 chân đế á, là Đức Phật Thích Ca trong trạng thái thiền định vô lượng nghĩa xứ, không nói một lời nào hết. Thiền, im lặng, thân tâm bất động. Này quý vị, về đã có ai mở cái trang web của chúng tôi ra xem chưa? Hả? Có không? Trong cái trang web là tamduc.net.vn. Trong đó nó có nhiều cái file lắm nha. Trong đó nó có cái file rằng 28 phẩm là Kinh Pháp Hoa. Thì trong đó là chúng tôi tóm lược từng phẩm, từng phẩm. Chả như là phẩm thứ nhất là chúng tôi tóm lại, là rút ngắn lại để giúp cho cái người đọc á, là dễ nắm bắt. Rồi phẩm thứ hai rút ngắn lại, thay vì 10 trang thì bây giờ còn lại là 1 trang, còn lại là nửa trang. Để làm gì? Để chúng ta là dễ nắm bắt. Chứ mà nó dài quá là nhớ gì hết. Nắm bắt cái ý chính. Và quý vị về, quý vị mở cái file đó ra xem. Chẳng hạn như hôm nay chúng tôi nói về cái phẩm thứ nhất, quý vị về mở cái tóm tắt của phẩm thứ nhất có thể nói cái gì trong á, để mình nhớ lại cái ông này là ông nói là sáng nay. Rồi chúng ta, cái tục đế này á, là từ phẩm thứ hai phương tiện. Phẩm thứ hai là phương tiện. Thì mở đầu phẩm thứ hai là gì? Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết. Đức Phật Thích Ca nói. Trên này là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đây là tự nhiên Đức Phật Thích Ca đó. Đức Phật Thích Ca thiền im lặng. À, mình có thể nói im lặng này trong cái ngoặc đơn. Rồi cái tục đế này là Đức Phật nói. À, cái phẩm số 1 á là Đức Phật im lặng. Còn từ phẩm thứ 2 đến cuối cùng là nói. À, từ phẩm thứ 2 này là nói. Thì chúng ta có thể thấy khi mà nói đây á, và đây cái im lặng đây á, thì chúng ta có thể dùng cái hình tượng chân đế này là như mặt trăng, và phẩm 2 đến 28 đây là ngón tay. Và như vậy là hiểu rồi, gì nữa cần gì phải học nữa, phải không? Dạy rồi hả? Nói đến Pháp Hoa là phẩm 1 tục chân đế, phẩm 2 tục đế, hết. Phẩm 1 im lặng, phẩm 2 phẩm 2 đến 28 nói, đủ rồi. Hả? Như vậy là nói về là không ai là bắt bẻ gì được hết á. Hiểu rồi, như vậy là hiểu. Phẩm 1 là mặt trăng, phẩm 2 đến 28 là ngón tay, rồi. Quý vị thấy cái kết cấu Pháp Hoa là nó hay không? Hay không nào? Rất là tuyệt vời. Quý vị từ trước tới nay thấy có ai phân tích cái kiểu này chưa? Cho nên quý vị thấy rằng là mình học mà mình hiểu, quý vị cảm thấy con người nó thích thú lắm. Và cái Phật Pháp là như vậy đó. Phật Pháp là như vậy. Phật Pháp là nó làm cho chúng ta vui, tại vì chúng ta hiểu. Mà mình không hiểu thì nó đau khổ lắm. Thì quý vị là từ cái hình ảnh này là quý vị là sẽ thấy rồi. Ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Thì ngón tay có phải là mặt trăng không? Không. Nhưng mà nhờ ngón tay rồi mình hiểu mặt là mặt trăng. Như vậy là phẩm 2 đến phẩm 28 là không phải là mặt trăng. Nhưng mà ngang qua nó mình có thể cảm nhận. Không phải là hiểu nữa mà mình cảm nhận trực tiếp luôn.
Và như vậy chúng ta có thể ghi thêm là mỗi phẩm là nó nói về một cái khía cạnh của cái chơn chừng đế. Mỗi phẩm. Như vậy ở đây chúng ta thấy là 27 phẩm, đúng không? 27 phẩm. Và mỗi phẩm như vậy sẽ bàn về mỗi cái khía cạnh hay là lĩnh vực của cái chơn đế. Chơn đế là cái không thể diễn tả được. Cái chân lý là không thể diễn tả được. Quý vị biết cũng giống như là lão tự nói đó, đạo khả đạo phi thường đạo. Đạo mà có thể nói được thì nó không phải là đạo nữa. Đó, thấy không? Thì ở đây chúng ta thấy là cái này đây. Trong Phật giáo của chúng ta là cái này. Nó không nói được, nhưng mà không thể nào không dùng là ngôn ngữ. Phải không? Đức Phật đi hoằng pháp là Ngài thấy rồi, không lẽ là cái mà mình chứng ngộ đồng ý là im lặng, là không thể diễn đạt được bằng ngôn ngữ. Nhưng mà bây giờ đi hoằng pháp mà tới cứ im lặng vậy á, đâu ai hiểu gì, phải không? Không ai hiểu gì hết. Cho nên phải tạm mượn cái ngôn ngữ để mà trình bày. Và khi cái ngôn ngữ đó được dùng thì gọi là phương tiện. 27 phẩm này chúng ta có thể gọi là phương tiện. Và trong dân từ Đại Thừa, họ dùng cái từ, tại vì cái phương tiện này là phương tiện quyền xảo, phương tiện thiền xảo. Thiền xảo là đằng sau cái phương tiện này, cái lung linh nó nằm đằng sau cái phương tiện. Và tiếng Phạn nó là, quý vị biết là cái phương tiện Kausalya. Kausalya là phương tiện. Kausalya là phương tiện. Rồi có cái phương tiện là thiền xảo, dùng cái từ dưới đây này. Phương tiện là thiền xảo. 27 phẩm này là phương tiện thiền, là thiền xảo. Quý vị là có thể ghi cái này này để biết rằng Đại Thừa nó có cái gốc gác, nó nằm trong Nguyên Thủy. Trong Nguyên Thủy nó có một cái bài kinh xà dụ, gọi là ví dụ là chiếc bè đó. Thì Đức Phật có nói như vậy này: pháp của ta giảng ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Pháp của ta giảng là ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Thấy không? Là khi đi qua tới bờ bên kia rồi á, thì có ai vác chiếc bè lên không? Không, mà phải để chiếc bè lại. Thì ở đây là cũng thế đấy. 27 phẩm này là phải để lại. Thấy không? Sau khi thấy mặt trăng rồi thì ngón tay không còn cần thiết nữa. Mục đích của 27 phẩm này là để chỉ cho độc giả nhắm đến cái này, nhắm đến cái sự chứng ngộ này. Mà khi nhắm đến rồi thì 27 phẩm này không còn cần thiết nữa. Rồi dừng lại đây nha.